Chào tất cả các anh chị yêu lan vào buổi tối của em ngày hôm nay nha. Hôm nay em lại lên phiên mới này các bác này. Đây đơn tối này. Còn đơn chiều là chồng em bán, còn em bán đơn tối. Đây là khúc cẩm cù. Đây hoa của nó cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đây hoa nó gần bằng cái chén luôn này. Nếu mà nó nở ra nhìn như cái chén luôn, y chang như cái chén. Đây nó có hoa rồi này các bác. Mang về mà chơi hoa cẩm cù như thế này nhá. Một cây này, một khúc này, khúc thứ hai này, đó hai khúc này. Đơn này em bán có giá là 120k thôi. Đây là đơn đầu tiên nha. Tiếp tục là đơn thứ hai là khúc cẩm cù cực kỳ đẹp luôn. Đây, nhìn nó leo rất là đẹp luôn các bác này. Đây, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Khúc này cực kỳ đẹp, đóng hàng cực kỳ gọn cho các bác luôn. Đó rất là nhẹ tiền cước. Khúc thứ hai cực kỳ đẹp luôn này các bác này. Khúc cẩm cù đây nhá. Đó bác nào mà muốn biết mặt hoa, đây mặt hoa của nó này, hoa trắng nhá. Đó, đơn này là lô số 2 là 150k. Tiếp tục là hình số 3 là cây trâu nguyên bản các bác nhé. Cây trâu nguyên bản này em có một cây to luôn này. Đó, nó vừa rồi, vừa tháng vừa rồi là nó ra hoa này. Bây giờ thì nó hết hoa rồi. Nó rụng hết hoa, nó chỉ còn cuống thôi nha. Đây, cây thứ nhất này. Đó, cây rất là to luôn. Và cây thứ hai này. Đó. Hai cây này em bán giá là 200k. Đây là lô số 3 nguyên bản nhé. Trâu cho các bác nhé. Tiếp tục là hình số 4, khúc cẩm cù rất là đẹp luôn này. Đó, khúc cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Một này, đó, cây rất là đẹp. Cây thứ hai này, đây, rất là đẹp luôn, nhẹ cước, nhìn nó rất là sai luôn này. Đây, cái lá của nó này, thứ hai này. Và khúc thứ ba này, đó, cực kỳ đẹp luôn. Về các bác trưng vào ở bàn hay là các bác trưng vào ở đâu cũng được. Đó, rất là đẹp, ba khúc này, cực kỳ đẹp luôn. Đơn này em bán chỉ có 200k, quá rẻ luôn. Hình số 4 các bác nhé. Và tiếp tục là hình số 5 này. Hình số 5. Đây. Khúc này cũng đẹp này. Đó, một khúc này. Khúc thứ hai này. Đó, hai khúc cực kỳ đẹp luôn. Rất là sai lá luôn. Em bán giá là 130k thôi này, hình số 5 nhé. Và tiếp tục là hình số 6. Hình số 6 này. Một này. Đó, mỗi lá, mỗi cây. Giống kiểu mỗi lá, mỗi cây, mỗi... đây. Mỗi cây mỗi lá này. Đó. Đó, hai cây, hai khúc nguyên bản này em bán giá là 100k. Cực kỳ rẻ này, 100k thôi, hình số 6 nhá. Và hình số 7 này. Hình số 7 là hai khúc. Hai khúc thân leo này, một này, khúc trái tim luôn nhá. Đó, đây là khúc thứ hai, trái tim tròn luôn này. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, hai khúc trái tim tròn dài thế này. Đây, đây này em bán giá là 100k, hình số 7. Và hình số 8. Đây là hình số 8. Hình số 8 là cây quế tím, toàn quế tím to luôn các bác nhé. Quế tím to, quế tím rất là đẹp. Em thêm cho các bác là một cây cẩm báo, nó chuẩn bị nở hoa này. Cây quế tím nó chuẩn bị nở hoa hết rồi các bác nhé. Cẩm báo với quế tím mùa này là nó ra hoa này. Đó, em thêm cho các bác tặng cây sóc luôn này. Đó, đây này toàn là quế tím, cây to luôn. Đây, cây rất là to luôn này. Nhìn rất là đẹp, rụt rịt luôn. Đó, đây cuống hoa của quế tím hai ngồng hoa luôn này. Còn cẩm báo thì cũng hai ngồng hoa luôn. Đó, đơn to, cây quế tím to, cực kỳ đẹp. Bác nào mà thích thằng co to này, đơn này em bán giá có giá là 200k. Rất là đẹp luôn các bác nhé, hình số 8 nhé. Tiếp tục là hình số 9, bác nào mà thích quế tím nguyên bản này. Một khúc này, đó, cực kỳ đẹp luôn này. Khúc thứ hai này, về các bác chỉ cần treo lên thôi nhé. Khúc thứ ba này, đó, ba khúc quế tím. Ba khúc quế tím là ba khúc bốn cây luôn các bác nhé. Cây kia là một khúc hai cây này. Đó, khúc thứ tư này, đó, quế tím rất là đẹp luôn này. Và hai khúc nhạn cực kỳ đẹp luôn, em thêm cho các bác khúc nhạn này nhá, bán cho nó đủ đơn, có 200k thôi. Nguyên bản với lại hai khúc nhạn đẹp, đó. Bốn khúc quế tím, hai khúc nhạn. Nguyên bản em bán có 200k, hình số 9 nhá. Và hình số 10, em có hai cây em có mấy cây nhạn to này. Đây là hình số 10, một cây này. Cây thứ hai này. Cái thứ ba này, cái thứ tư này. Đó, bác nào mà sợ cước cao á, không phải cước cao sợ mà bị nặng cước thế này này kia, lấy hàng rời mà về tự các bác tay các bác trồng lên. Đây, không cần nguyên bản này kia, các bác lấy bốn cây nhạn to như thế này, cực kỳ đẹp luôn, 200k thôi. Hình 11 nhá. Về hình 12, em có nguyên bản to, một khúc này. Đó, cây rất là to luôn. 1, 2, 3, 3 cặp lá này. Khúc thứ hai này, 1, 2, 3, 4, 4 cặp rễ lá, hai cây hoàng nhạn to. Đó, hai cây hoàng nhạn to, đơn này em bán giá là 300k nhé. Đây là hình số 12, hai cây to luôn các bác, về chơi hoa là ok luôn này. Về hình số 13, em có một cây nhạn to đẹp. Đó, hình 13 nha. Hình 13, cây to này.
một thân cây rất là đẹp, 1 2 3 4 4 cây. À, 4 cặp lá, em xin lỗi nhá, 4 cặp lá này. Một cây 4 cặp lá, đây ngọn hoa cũ của nó này. Đó, sang vừa còn mấy tháng nữa các bác chơi hoa cây này là ok luôn nhé. Còn 200k thôi các bác chơi hoa là ok, rất là đẹp. Hình 13, cái hình 14 là trâu rời. Trâu rời em có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 cây. 10 cây trâu lá mít này, đơn này em bán giá là 200k. Đây là hình 14 nhé. Đó, tối em có phiên tối nay là cúc cẩm cầu với trâu, quế tím, rồi hồng ngạn. Bác nào mà chốt đơn nào các bác cứ gọi điện về theo số của em các bác nhé. Em chào tất cả các bác, chúc các bác buổi tối vui vẻ.